Nhu cầu mua sâm để ngâm rượu, quà tặng hay chăm sóc sức khỏe đang tăng cao. Chỉ cần gõ cụm từ sâm tươi Hàn Quốc lên các trang mạng xã hội, hàng loạt các thông tin về loại sâm này sẽ được gửi đến khách hàng. Đáng chú ý, sâm tươi Hàn Quốc được chủ các cơ sở rao bán với giá rất rẻ, chỉ 500.000 đồng một ký với loại 6 củ một ký. Với các loại 4 củ một ký thì giá sâm cũng chỉ dao động từ 550.000 đồng cho đến 600.000 đồng một ký. Tuy nhiên, người dân cần tỉnh táo, lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín, kiểm tra hàng quá kỹ, tham khảo giá nhiều kênh để tránh tiền mất tật mang. Trên báo Vietnamnet, nhiều khách hàng cho biết họ không khỏi bất ngờ khi sản phẩm nhận được lại không phải là sâm tươi Hàn Quốc vừa quảng cáo, mà lại là một loại củ có hình dáng tương tự. Lần theo địa chỉ mà người dân cung cấp, qua quá trình tìm hiểu, hầu hết các hình ảnh mà những fanpage cung cấp đều là giả mạo. Chia sẻ với phóng viên báo Gia đình và Xã hội, Lương y Nguyễn Thị Lý, Hội Đông y Hà Tĩnh cho biết, những loại sâm được rao bán với giá rẻ, thực chất là củ đương quy, có tác dụng bổ huyết và không phải ai cũng dùng được. Đặc biệt, nếu phụ nữ mang thai dùng đương quy thì có thể gây sảy thai. Lương y Nguyễn Thị Lý cho biết, sâm tươi Hàn Quốc giá rẻ nhất cho loại 10 củ cũng sẽ phải từ 1.500.000 đồng một ký, nên khách hàng tuyệt đối không được cả tin ham rẻ.